Sáng nay, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các cơ quan báo đài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo quận gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo, đánh giá cao những tác phẩm báo chí mang tính định hướng dư luận xã hội, đặc biệt thời gian gần đây trong công tác tuyên truyền phòng chống COVID-19. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục là cầu nối hữu hiệu trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tiếp tục phản biện những vấn đề mà dư luận quan tâm, những bất cập ở địa phương để lãnh đạo biết và xử lý kịp thời nhằm chăm lo tốt nhất cho người dân.